Nam em kiếm được bao nhiêu tiền khi bán hàng online? Thưa quý vị, nam em và bạn trai đã nhận được quả ngọt khi mà tập bán hàng trực tuyến. Vào buổi chiều ngày 24 tháng 4, bạn trai của nam em là Hữu Cường đã cập nhật tình hình doanh thu sau khoảng vài ngày bán hàng. Anh Hạnh Phúc cho biết rằng, khởi động cảm ơn cả nhà ủng hộ sản phẩm. Trong những hình ảnh này thì dễ dàng nhận thấy từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 4 thì nam em và bạn trai đã nhận về số tiền là khoảng 146,8 triệu đồng nhờ việc bán sản phẩm nước hoa. Khi biết lợi nhuận và doanh thu của cặp đôi, nhiều bạn bè khán giả đã để lại bình luận chúc mừng cả hai. Đáp lại những lời chúc thì Hữu Cường đều thể hiện sự vui vẻ, niềm nở và hào hứng khi trả lời bình luận của bạn bè. Cách đây không lâu, nam em từng ngậm ngùi cho biết bản thân chỉ còn khoảng 700 ngàn trong tài khoản ngân hàng. Cô ngại ngùng không dám ra đường vì lý do trên. Bởi vì ra đường phải có tiền. Trong tài khoản còn có 700 cành thôi. Ý nó là 700 ngàn đồng. Nên tôi phải ở nhà. Nhiều khán giả còn cho rằng vì không còn dư dả như trước đây nên người đẹp và bạn trai đều dốc sức để tập trung quảng bá, phát sóng trực tiếp để bán nước hoa nhằm kiếm thêm thu nhập. Đây là cái bảng số liệu về doanh thu. Cái bài viết này, thưa quý vị, của phóng viên tên là Phương Vi, một cái tờ báo mà cũng khá nhiều những cái bài chỉ trích coi như là năm em trước đây do những cái phóng viên khác giống như là phóng viên Thu Thảo hoặc là phóng viên gì đó, một vài những cái phóng viên quý vị cũng trong tờ báo này, nhưng mà cũng trong tờ báo này cũng có một vài phóng viên có góc nhìn rất là khách quan, rất là dễ chịu với một cái bài viết coi như là đậm cái chất là phải nói rằng là ủng hộ. Thì đây là một trong những cái bài viết của phóng viên Phương Vi đó. Chú thích của một tấm hình thì cô ấy cũng viết rằng là nam em và Hữu Cường nhận về doanh thu đáng ngưỡng mộ trong những ngày đầu tập bán nước hoa đó. Quý vị thấy không, những cái bài viết của người ta, một nhà báo có tâm là như vậy quý vị, nhà báo là phải có tâm đó, thấy không ạ? Những cái cách dùng từ của một cái nhà báo người ta thấy là nó khác xa với lại những cái nhà báo trước đây, nhưng mà cũng trong bài báo này đây, nam em và bạn trai có đội ngũ sản xuất đông đảo ở phía sau, họ dành những cái lời khen tặng không quý vị ha. Đó là cái bộ phận sản xuất đây. Rồi đây là tấm hình nói rằng là nam em không ngần ngại xuất hiện trong các phiên phát sóng để bán hàng. Người đẹp thừa nhận bản thân chưa có kinh nghiệm khi tư vấn trò chuyện với khách hàng có nhu cầu mua nước hoa. Đó. Một cái coi như là một cái góc nhìn khá là khách quan quý vị của một cái người nhà báo khi họ viết bài. Trước khi xảy ra ồn ào vạ miệng, nam em và Hữu Cường sở hữu cuộc sống sang chảnh, tất bật chạy show ở các phòng trà và sự kiện nổi tiếng. Đó, những tấm hình chụp trước đây, thưa quý vị. Thì cái bài viết này là của một cái phóng viên tên là Phương Vi ha quý vị ha. Và đây là một cái bài viết khác ở trên cái tờ báo gọi là báo 2 sao. Có nói rằng là sao ồn ào nam em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò. Trải qua nhiều scandal, ca sĩ nam em quyết định chuyển lên Đà Lạt để sống. Sau những cái ồn ào thì nam em quyết định di chuyển lên Đà Lạt để sinh sống. Hiện nam em vẫn tiếp tục livestream. Tuy nhiên nội dung livestream cũng chỉ là giao lưu đơn thuần với khán giả và chưa có biểu hiện gì bất thường như trước. Đáng chú ý là mới đây nam em đã chia sẻ về số dư hiện tại trong tài khoản khi bán hàng online khiến khán giả phải bất ngờ. Đó, thì trong cái clip này là chắc là nam em nói về cái vấn đề về còn 700 ngàn
ở trong tài khoản. Theo báo South Star thì trong thời gian vừa qua thì Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long và chồng sắp cưới gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính. Cô đánh mất khá nhiều hợp đồng quảng cáo, hậu ồn ào livestream, thậm chí người đẹp quê Tiền Giang còn phải bồi thường cho đối tác vài trăm triệu. Theo lời của nam em chia sẻ, chồng sắp cưới của cô đang là trụ cột gia đình và lo lắng mọi thứ cho cả hai. Cặp đôi đang cố xây dựng lại tài chính bằng việc kinh doanh online. Tuy nhiên, nam em và chồng sắp cưới vẫn vướng phải một số chỉ trích không đáng có từ phía công chúng về việc tư vấn sản phẩm. Bây giờ thì chúng ta cùng xem qua một bài báo nói về cái vấn đề về mặt tư vấn sản phẩm thế nào mà đã sẽ vướng phải một số những chỉ trích không đáng có từ công chúng nha quý vị nha. Để mình xem qua một cái tờ báo khác. Thì đây, trước mắt quý vị là một cái bài báo cũng là báo South Star nhưng có một bài viết của phóng viên tên là Hoàng Nhi có nói rằng là tranh cãi phía nam em quảng cáo bán nước hoa ngăn ngừa ung thư. Kiếp nạn mới của nam em gọi tên trợ lý. À, thì ra là nam em có một cái người trợ lý nào đây nữa là một nam trợ lý. Nhưng mà khi nam trợ lý này quảng cáo về nước hoa đó có thể là do là cái cách nói chuyện không có đúng theo những cái gì mà đã coi như là được định sẵn trước đây ha, để nói về một cái loại sản phẩm nào đó, về những công thức, về những cái công dụng, về cách chế biến sản phẩm hoặc là như thế nào đó, cách sử dụng vân vân, thì đôi khi là trợ lý lại nói là không đúng từ cho nên là dễ bị gây hiểu lầm cho cái người nghe đó. Trợ lý thực phải hiểu biết về sản phẩm chứ không phải là ai cũng có thể làm trợ lý được và cũng không phải là ai cũng có thể là bán hàng và hiểu biết được ha quý vị ha. Thì trong thời gian vừa qua đó, nam em và chồng sắp cưới chuyển lên Đà Lạt sống và bắt đầu kinh doanh để gây dựng lại kinh tế đang nhận được nhiều quan tâm từ phía công chúng. Mới đây trợ lý nam em 19 tuổi đã có màn quảng cáo về sản phẩm nước hoa của cô trên livestream khiến nhiều người phải há mồm vì quá vô lý. Cụ thể anh chàng này chia sẻ mùi nước hoa của nam em có thể ngăn ngừa được một số bệnh như tim mạch. Trợ lý nam em nói rằng là đây là hương thơm ngon, có tác dụng bảo vệ hỗ trợ tim mạch và ngăn ngừa ung thư và cả bảo vệ môi trường nữa. Đó. Thì đó là cái lời của mà trợ lý của nam em. Cái anh trợ chàng trợ lý này thì tên gì không biết nhưng mà nghe nói là mới có 19 tuổi thôi. Và cái phát ngôn quảng cáo của trợ lý nam em nó nhận về nhiều chỉ trích từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng việc sử dụng nước hoa để ngăn ngừa ung thư là vô lý. Theo thống kê các bài viết trên Google thì những cái bài viết gợi ý cách ngăn ngừa ung thư không có biện pháp sử dụng nước hoa mà khuyến cáo mọi người nên sử dụng các loại thực phẩm tự nhiên hoặc là thay đổi thói quen sinh hoạt để cải thiện sức khỏe, ngăn ngừa ung thư. Trước đó không lâu đó thì anh chàng trợ lý nam em từng vạ miệng trên livestream khi khẳng định nước hoa được làm từ 100% cồn và có mùi hương dễ chịu. Theo phía nam em giải thích thì cồn này là cồn dành cho nước hoa được nhập từ Pháp và khá an toàn nhưng vẫn khiến nhiều người tiêu dùng cảm thấy hoang mang. Theo một số bác sĩ da liễu được một trang tin truyền thông đưa tin, họ chưa từng nghe có loại nước hoa nào có chứa tới 100% cồn. Thông thường nồng độ cồn cao nhất trong nước hoa dao động từ 70 đến 90% và việc sử dụng nước hoa không rõ nguồn gốc mà có chứa nồng độ cồn quá cao sẽ gây phồng rộp bỏng viêm da. Hiện tại công việc kinh doanh của nam em và chồng sắp cưới vẫn đang gặp nhiều gian nan vì nhận về nhiều ý kiến tiêu cực khiến người muốn mua cũng cảm thấy e dè về những thông tin mà đội ngũ của Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long cung cấp. Được biết, hoạt động nghệ thuật của nam em đang tạm dừng và mất nhiều hợp đồng quảng cáo, thậm chí nam em còn phải đền cho phía đối tác vài trăm triệu nên kinh tế đã gặp nhiều khó khăn. Cô nàng cho biết bạn trai cô là đang là trụ cột gia đình và chăm lo mọi thứ cho mình. Hiện tại số dư tài khoản của nam em công bố trên livestream chỉ vỏn vẹn có 700.000 đồng. Đó là bài viết của một cái người tên là Hoàng Nhi, thưa quý vị. À, mình đọc cái bài báo này xong thì mình cảm thấy nó hơi buồn ha. Đó. Những thông tin tiêu cực
Đó, những thông tin này thì dành cho những cái người mà coi như là không có ưa nam em á, thì nghe một cái là thấy hả hê ngay. Nhưng mà nếu như những người nào mà yêu mến nam em thì họ buồn, đúng không ạ? Họ buồn vì chưa có thấy được một cái tia sáng nào ở cuối đường hầm cả. Thường thường tôi nói là sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng mà đọc cái bài viết này thì thấy là sau cơn mưa thì trời lại âm u luôn, nó tối thui luôn đó. Nhưng mà cái bài viết này thì viết là cũng ngày 24 tháng 4, còn cái bài viết này á thì cũng ngày 24 tháng 4, tức là trong một ngày thôi. Cái này là viết đó, thưa quý vị, cũng trong một ngày, đúng không ạ? Trong ngày 24 thôi mà có hai cái người, hai bài viết khác nhau của hai phóng viên khác nhau. Thì mình đọc cái bài viết mà năm em kiếm được bao nhiêu tiền khi bán hàng online này, mình cảm thấy cái nó có vẻ như là nó khá hơn, một cái góc nhìn nó có vẻ lạc quan hơn, nó tin tưởng vào tương lai hơn đó. Còn cái bài viết kia thì thấy sao mà nó tiêu cực quá, nó không có chút xíu gì ánh sáng cuối đường hầm cả. Nhưng mà có vẻ như là cái bài viết này thì được cập nhật vào buổi chiều, còn cái bài viết kia thì chắc là viết vào buổi sáng. Thì buổi chiều ngày 24 tháng 4 đó, thì khi mà Hữu Cường cập nhật cái kết quả kinh doanh trong một số ngày vừa qua đã bán hàng nước hoa đó, thì thấy là nhận về một số tiền cũng đáng là khích lệ, số tiền 146,8 triệu, tức là gần 147 triệu, thì cũng là một số tiền cũng khá lớn, đúng không ạ? Khá lớn chỉ trong vài ngày thôi, có vài ngày để bán hàng thôi quý vị. Thì như vậy là cũng quá tốt rồi. Như vậy chứng tỏ rằng sao? Chứng tỏ rằng là cái người yêu mến nam em vẫn còn rất là nhiều và họ mua, họ ủng hộ. Thật sự mà nói rằng là khán giả thì họ thương cái người nào thì họ mua hàng của người đó. Bởi vì trên đời này thì có thiếu gì những nước hoa quý vị. Nước hoa thì người ta cần thì người ta ra cái shop nước hoa hàng hiệu người ta mua chứ, đúng không ạ? Cũng nước hoa là của Pháp, của Mỹ, của Pháp, đúng không ạ? Và khi mà cần bút bút hoa là những người có tiền thì họ ra ngoài cái shop đúng chuẩn của shop thời trang đó, đó, để họ mua, chứ họ không có mua online. Mua online là ví dụ như là mình thấy là một cái người nghệ sĩ nào đó mà mình thương mến, họ bán một sản phẩm gì đó mà khi mình cần, hoặc là thậm chí mình không cần nữa nhưng mà mình cảm thấy mình yêu mến cái người nghệ sĩ đó thì mình mua, mình ủng hộ họ đó, bỏ ra một số tiền gì đó là dành cho những người nào mà họ có dư giả tiền bạc thì họ mua để họ ủng hộ thôi. Và họ thương cái người nào họ mua, họ cũng bất chấp là cái sản phẩm nó tốt hay không, mua để ủng hộ thôi. Chứ còn thật sự mà nói là mình chưa xài mà làm sao mình biết được cái sản phẩm nó tốt hay không, nước hoa nó có thơm hay không, đúng không ạ? Cái người mà họ bán thì họ biết nó thơm hay không thôi, chứ còn mà khán giả, những người mà customer, những người khách hàng họ chưa từng xài bây giờ làm sao họ biết là nó thơm, biết là tốt hay không mà họ mua. Mua này là chỉ là mua để ủng hộ thôi, ủng hộ cái người mà mình thương mến thôi đó. Như vậy thì cái tổng số tiền mà tổng kết lại đó, cập nhật tình hình sau một vài ngày để kinh doanh đó, thì 146,8 triệu đồng đó, thì cũng là một cái con số đáng khích lệ ha, một con số đáng khích lệ. Cho nên là đó là cũng điều tuyệt vời, chứng tỏ rằng khán giả vẫn còn yêu thương rất nhiều. Một số những thành phần mà chống là chỉ là để tiêu cực á, thì nói chung là chỉ một số nào đó thôi chứ không phải tất cả quý vị. Ví dụ như mình vào một cái ví dụ cụ thể đi, vào cái kênh YouTube của Quốc Võ đây, Quốc Võ Entertainment, để mà coi như cập nhật tình hình về nam em trong những cái mục là tin nóng showbiz đi quý vị ha. Thì đó, cái lượng mà người mà bình luận á, cái lượng người mà comment bình luận á thì nó cũng khá nhiều, nó không phải ít. Nhưng mà cái lượng bình luận mà tích cực, cái lượng bình luận mà mang tính chất yêu thương á, để mà chia sẻ đó những cảm xúc á, thì nó rất là nhiều. Mình nghĩ rằng là trên 80% quý vị. Còn lại những bình luận khác thì đôi khi là họ chưa hiểu để họ vào. Thật sự mà nói rằng là những cái người khán giả mà coi kênh của Võ Võ, cho dù các bạn binh hay chống á, thì các bạn đều là cái người có học thức rất là cao, chứ không phải là những cái người mà thậm chí rằng là mình không dám nói là không học thức, nhưng mà mình nói là những người
không có hiểu biết, không có hiểu biết mà hiểu sâu biết rộng á đó. Đó, nhưng mà cái lượng khán giả ở trong kênh của Võ đó mà vào nghe đó bấy bấy lâu nay đó, trong suốt thời gian dài vừa qua đó, thì họ là những người rất là hiểu biết, cho nên họ khi mà comment, cho dù họ có những cái lời bình luận không đẹp thì cũng là ý kiến đóng góp một cách chân tình thôi, chứ không có mà vào để chửi bới mà nhục mạ đó, thì đấy cũng là ok, đó là một cái điều cũng rất tốt quý vị ha. Cho nên là mình tìm những cái bài viết mà nó khách quan thế này để mình đọc đó. Họ đưa ra luôn cả những cái tấm hình chụp mà của cái đội ngũ mà sản xuất nước hoa đó. Đây, rồi khi mà họ chụp hình á, thì họ cũng chụp những tấm hình mà đẹp nhất để họ lựa ra những tấm hình mà đẹp để mà họ chụp, họ đưa lên báo, đúng không ạ? Đó quý vị, thì tóm lại là như vậy thôi. Trong đây ngày hôm nay thì Quốc Võ cũng chia sẻ cho quý vị một số những thông tin cần thiết như vậy ha. Rồi nếu như có thông tin gì mới thì Quốc Võ sẽ tiếp tục cập nhật trên cái mục là tin nóng showbiz cho quý vị nghe. Bây giờ thì hôm nay là một ngày cũng khá là vui, cho nên là Quốc Võ có một cái đợt khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng của mình. À, khuyến mãi thế nào thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi nhé. Hello cả nhà thân mến. Hôm nay Quốc Võ có một góc riêng rất là ấm cúng như thế này à, để mình pha trà mình mời cả nhà mình ha. Xin mời cả nhà mình. Đó. Cái trà này uống rất là tốt quý vị, thơm ngon. Đặc biệt á, là trà này là trà chữa bệnh chứ không phải là trà mà giống như là trà khác nha, không phải là trà xanh hoặc là ô long nha quý vị nha. Cái trà này đó uống vô đó là để giảm mỡ trong máu, quân bình lượng đường huyết ha. À, giúp cho ngủ rất là ngon, giúp cho tránh vấn đề về đau khớp. À, rất tuyệt vời luôn. Đây nè quý vị nè, trà này nè. Ashitaba của Nhật Bản. Cái hộp này chúng ta mở hộp ra thì chúng ta thấy bên trong có 6 ngăn tất cả. Đây, 6 ngăn. Mỗi ngăn như vậy là 10 gói. Như vậy là 60 gói ha. Và hiện tại bây giờ thưa quý vị, cái giá bán chỉ có 65 đô la cho một hộp thôi. Wow, rất rẻ luôn. Sản phẩm từ Nhật Bản 100% nha, sản xuất tại Nhật Bản 100% luôn. Thì thưa quý vị, cái trà này đó được làm từ cái lá cây Ashitaba trong một cái vùng biển của Nhật Bản, mà vùng biển này rất là đặc biệt luôn, một hòn đảo đó. Và trong cái lá cây Ashitaba này đó nó có cái chất gọi là chất chao con. Cái chất chao con này nó giúp cho chúng ta ngủ rất là ngon, giúp cho chúng ta giảm mỡ trong máu ha, tránh đau khớp, quân bình lượng đường huyết rất là hay. Cho nên là các nhà khoa học của họ mới nghiên cứu cái lá cây này và họ làm thành những cái loại trà cho dân của họ uống. Nhưng mà sau này thì chúng ta may mắn là chúng ta cũng sở hữu được là xuất khẩu qua Mỹ rồi quý vị ha. Cho nên là Quốc Võ rất là vui khi mà mình làm đại lý của hãng trà này. Nhưng mà trong cái mùa tri ân khách hàng của Quốc Võ này đó thì mình sẽ có một cái đợt khuyến mãi đặc biệt dành cho các khán giả của mình, khán giả thân thương của mình. Là nếu như quý vị nào mà mua 4 hộp trà này thì quý vị sẽ được tặng free một hộp. Đó, đặc biệt không? Mỗi hộp có 65 đô la thôi mà chúng ta mua 4 hộp là chúng ta được tặng free một hộp rồi. Và chưa hết đâu, còn được tặng thêm một bịch bút tắc mật ong nữa. À, cái này nè, mùa này cảm cúm nhiều quý vị ha, cảm sổ mũi nhức đầu rồi ho rồi khan tiếng tùm lum hết á, thì mình ăn cái bức này nè rất là ngon và nó tăng cường vitamin C cho mình nữa. Thì mình ăn mức mình uống trà đó, thì trong cái mùa tri ân khách hàng quý vị ha, Quốc Võ sẽ có được khuyến mãi rằng là nếu quý vị nào mà mua 4 hộp trà này thì quý vị sẽ được tặng thêm một hộp nữa và tặng thêm một bình bức nữa ha. Đó, mau mau mình order để mình có trà mình uống quý vị ơi. Thì cái số điện thoại của Võ đó là 714-247-9474 nha, 714-247-9474. Hoặc là quý vị nào mà ở Việt Nam hoặc là Canada thì có thể là liên lạc qua cái Zalo. Zalo là cộng 1-714-247-9474 nha, cộng 1-714-247-9474. Rồi, mời mọi người. Đó, mình cứ pha trà như vậy nè, cái bình thủy tinh như này mình uống thơm ngon đó quý vị ạ. Bây giờ thì Quốc Võ sẽ giới thiệu cho quý vị một sản phẩm rất đặc biệt. Đây nè, đông trùng hạ thảo. Wow, nghe cái tên nghe đã không? Đông trùng hạ thảo tinh chất từ Bhutan. Bhutan là một đất nước có đông trùng mà tốt nhất thế giới, ở trên đỉnh núi tuyết quý vị. Bây giờ có nhiều cái đông trùng mà nhân tạo họ trồng cấy từ Tây Tạng, từ Trung Quốc rồi từ Việt Nam vân vân. Nhưng mà cái đông trùng mà tinh chất từ con đông trùng thiên nhiên ở trên đỉnh núi tuyết á, thì chỉ có Bhutan thôi quý vị mới là tuyệt vời.
Thì cái nhà khoa học của Mỹ họ mới đem về họ nghiên cứu từ cái con đông trùng bụi than đó và chế ra thành những viên con nhộng để họ họ bán, để cho cái giá thành nó giảm xuống, nó rẻ xuống, để cho ai cũng có thể là sở hữu được. Mỗi hộp này vậy quý vị chỉ có 200 đô la thôi, 200 đô la trong hộp này thôi, 90 viên tất cả quý vị. Mỗi ngày chúng ta uống 2 viên vào buổi sáng trước khi ăn. Một hộp này chúng ta uống 1 tháng rưỡi là hết. Chỉ có 200 đô la thôi quý vị. 200 đô la nha. Rất tuyệt vời luôn. Mà nếu như á mà quý vị nào mà mua hai hộp đông trùng hạ thảo này thì Quốc Bảo sẽ tặng cho quý vị một hộp trà Acetoba này miễn phí. Hộp trà này giá trị là 65 đô la. Nếu quý vị nào mà mua hai hộp đông trùng, mình tặng cho quý vị một cái hộp trà này miễn phí. Đồng thời tặng thêm một chai dầu Tibet nữa. Chai dầu Tibet này đó là giúp cho chúng ta là mình thoa vào ví dụ những chỗ nào mũi cắn, chúng ta bị sổ mũi nhức đầu, chúng ta bị đau đau lưng, đau mình mẩy gì đó quý vị, nó thay thế dầu xanh á, giống như là dầu dầu nóng vậy đó, dầu xanh á, nhưng mà cái mùi là mùi quế rất là thơm ha, và cũng sản xuất tại Mỹ luôn. Cho nên là cái quà tặng rất tuyệt vời luôn. Nếu quý vị nào mà mua hai hộp đông trùng, quý vị sẽ được tặng là một hộp trà này và một chai dầu này, hai thứ này. Tổng phần quà cộng lại là 80 đô la. Nếu quý vị nào mua hai hộp đông trùng hạ thảo ha, thậm chí là quý vị được free ship luôn nếu quý vị nào ở Mỹ hoặc là Việt Nam. Tất cả các nơi nào tại nước Mỹ hoặc là tất cả các tỉnh thành nào tại Việt Nam đều được free ship luôn luôn quý vị. Chỉ có 400 đô la cho hai hộp đông trùng thôi thì được free một hộp trà và một chai dầu, free ship luôn quý vị nha. Ha. Một cái đợt riêng khách hàng quá tuyệt vời luôn. Và mọi người hãy mau mau nhanh tay nhắn tin hoặc là điện thoại cho Quốc Võ. Số điện thoại là 714-247-9474. Ha, nhắc lại là 714-247-9474 hoặc là số Zalo là cộng 1 714-247-9474 ha, nhắc lại số Zalo là cộng 1 714-247-9474. Rồi, mời cả nhà mình một cái tách trà nha. Bây giờ còn một sản phẩm đặc biệt nữa quý vị. Fukodan. Mọi người mà biết tìm hiểu về thuốc, những dược thảo mà tuyệt vời đó thì không ai không biết là Fukudan. Fukudan là tinh chất từ Nhật Bản. Ha, người ta đã tìm ra cái chất này cả trăm năm trước rồi quý vị. Và người ta dùng nó để cho là ngăn ngừa và điều trị ung thư. Tuyệt vời. Thì hiện nay nó còn nằm trên bàn đây quý vị. Đây. Một cái chai Fukudan. Quá tuyệt vời. Ngày xưa cái chai này quý vị biết là nó mắc tiền dữ lắm luôn. Nhưng mà bây giờ làm tại Mỹ 100% USA, Made in USA, chỉ có 200 đô la thôi quý vị. Có ai mà tin được cái chai chai Fukudan mà chỉ có 200 đô la không? Mà làm tại Mỹ 100% quý vị. Thấy không? Cho nên á là thưa quý vị, đây là một cái thần dược mà để ngăn ngừa ung thư. Hiện tại bây giờ hả, ung thư quá nhiều đi. À, thực phẩm rồi bị ngộ độc rồi, rồi rau củ quả thì người ta xịt thuốc trừ sâu vô đó để ta làm cho cái rau nó tốt tươi gì đó quý vị. Rồi nó ăn vô nó lại là tác hại ung thư rất là nhiều luôn. Cho nên ta sợ dữ lắm. Cho nên người ta cần cái loại thuốc mà để ngăn ngừa ung thư. Thì Fukudan là thuốc, loại thuốc duy nhất và tuyệt vời nhất gọi là để ngăn ngừa ung thư. Và thậm chí là hỗ trợ cho cái việc mà điều trị về hóa trị và xạ trị. Ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển. Fukudan là the best luôn, tốt nhất. Thưa quý vị, đây. Còn bổ thận, bổ gan, bổ phổi là cái chuyện đó rất bình thường rồi, phải không ạ? Đông trùng hạ thảo hoặc là Fukudan đều mang tính chất là bổ gan, bổ thận, bổ phổi. Đông trùng thì giúp đỡ thêm cho chúng ta về vấn đề về tránh tiểu đêm, tiểu nhắt. Còn Fukudan thì nó mạnh, rất là mạnh về vấn đề về ung thư. Cho nên là đây là một loại thuốc mà để ngăn ngừa ung thư là tuyệt vời nhất. Và hiện tại bây giờ giá bán bao nhiêu quý vị? 200 đô la thôi, mình nói ra mình không thể tin được. 200 đô la cho một hộp này mà tới 180 viên luôn quý vị. Nếu như mình chưa bao giờ có bị ung thư, mình sợ mình bị, mình ngăn ngừa đó thì mình uống ngày 2 viên thôi. Còn nếu như chúng ta đang bị ung thư thì tùy theo giai đoạn nặng hay nhẹ mà chúng ta uống là từ 4 tới 6 viên cho mỗi ngày nha. Còn chúng ta chỉ để ngăn ngừa thôi thì chúng ta uống ngày 2 viên thôi. 180 viên này chúng ta uống được 3 tháng như quý vị nha. Chỉ có 200 đô la thôi quý vị. Giá quá rẻ luôn. Đó. Nhưng mà chưa hết đâu. Trong cái mùa tri ân khách hàng, Quốc Võ sẽ để cho quý vị một cái giá đặc biệt và khuyến mãi đặc biệt luôn. Tức là nếu quý vị nào mà mua hai hộp Fukudan này thì quý vị sẽ được tặng free một cái hộp trà Acetaba này. Ha, tặng free một hộp trà này. Giá hộp trà này là 65 đô la, tặng free luôn. Kèm theo một chai dầu Tibet nữa. Chai dầu này giá 15 đô la, tặng free luôn. Tức là cổng tổng của hai cái phần quà tặng này là 80 đô la. Nếu như quý vị nào mà mua hai hộp Fukudan, tặng free hai hộp này. Đồng thời free ship cho quý vị luôn.
nha, free ship luôn. Đó. Quý vị có thể order cái là hai hộp đông trùng, hoặc là quý vị có thể order hai hộp Fukudan, hoặc là thậm chí quý vị có thể là order mỗi thứ một hộp, miễn sao cộng lại là hai hộp thôi là ok, đều được free một cái hộp trà Acetaba và free một cây dầu này và free ship nha quý vị. Đó, không có cái đợt khuyến mãi tuyệt vời nào bằng cái đợt này hết quý vị, bởi vì chi ăn khách hàng đó, mỗi năm như vậy thì có vẫn có một vài lần để chi ăn khách hàng đó, thì mình có những cái đợt khuyến mãi thế này để mình cảm ơn mình chi ăn khách hàng. Thì quý vị hãy mau mau điện thoại hoặc là nhắn tin cho Quốc Võ. Số điện thoại là 714-247-9474 nha, 714-247-9474, hoặc là cái Zalo là +1 714-247-9474 nha quý vị nha, +1 714-247-9474. Đó, quá tuyệt vời. Rồi, Quốc Võ mời cả nhà mình cùng nâng ly ha. Cái trà này nó thơm dữ lắm, uống cả ngày vậy đó. Và nhân dịp cái ngày mới đó, thì Quốc Võ xin mến chúc cho tất cả quý vị một ngày mới thật là bình yên, hạnh phúc và thân tâm thường an lạc nha. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới nha. Ok, xin tạm biệt quý vị.